Quan trọng của tâm thức năm cảnh Arammana phần 1 của phần 3 của 3 phần. Đồng giảng sư Thượng tọa Giác Đẳng và Ngài Tỳ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Từ Bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tạ, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư thân đức, kính thưa đại chúng, chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Thượng Đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học thắng pháp Abhidhamma. Bài học hôm nay là khía cạnh thứ 6 của 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức. Ở khía cạnh 6 này là nói về cảnh Aramana. Khi nói đến cảnh thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái danh từ Aramana là chỉ cho đối tượng sở tri của tâm. Tâm đó là năng tri, là biết cảnh. Như vậy cái bị biết gọi là sở tri, tức là cảnh, hay còn gọi là đối tượng. Và trong kinh tạng thì khi nói đến cảnh, đối tượng của tâm chỉ nói đến 6 cảnh, là sắc thinh khí vị xúc và cảnh pháp. Nhưng ở trong tám pháp á, thì 6 cảnh đó là cảnh hẹp. Còn khi nói đến cảnh rộng thì chúng ta có đến 21 cảnh. Sắc thinh khí vị xúc
Pháp, kinh Ngũ, kinh Chân Đế, kinh Chế Định, kinh Dục Giới, kinh Đấu Đại, kinh Niết Bàn, kinh Danh Pháp, kinh Sắc Pháp, kinh Quá Khứ, kinh Hiện Tại, kinh Vị Lai, kinh Ngoại Thời, kinh Nội Phần, kinh Ngoại Phần, kinh Nội và Ngoại Phần. Khi nói như vậy thì chúng ta cũng phải biết rằng tại sao có sự chênh lệch giữa cánh hẹp và cánh rộng với cái sự lượng sát của 21 như thế. Thì ở đây thưa rằng là vì nói theo cái pháp thực tính, nhiều khi nói đến cảnh sắc thì cảnh sắc đó nó thuộc về chân đế, cho nên gọi là cảnh chân đế. Nó thuộc về pháp dục giới, cho nên cảnh dục giới. Thuộc về sắc pháp, cho nên gọi là cảnh sắc pháp. Cảnh sắc đã qua thì gọi là quá khứ, cảnh sắc hiện tại gọi là cảnh hiện tại, cảnh sắc vị lai gọi là cảnh vị lai. Do vậy chúng ta cần phải chịu khó để chúng ta suy gẫm về đối tượng của tâm thức. Khi mà chúng ta học thắng pháp, chúng ta không hiểu về cảnh, tức là không hiểu về tâm. Có hiểu được cảnh thì chúng ta mới hiểu được tâm. Và khi hiểu về tâm là chúng ta phải biết về cảnh. Nó có cái sự liên quan nhau như vậy. Thì bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ mới học có một phần một trong ba phần. Vì phần cảnh này Thượng Tọa Giác Đẳng chia ra là ba phần, chúng ta học phần một thôi. Sau khi đọc bài xong sẽ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư nha. Dạ, xa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Nguyên Sư. Dạ, con xin được đọc bài. Bài 66, 6 khía cạnh quan trọng của tâm thức. 5 cảnh, Aramana, phần 1 của 3 phần. Tâm định nghĩa là biết cảnh. Cảnh là đối tượng của tâm. Không thể hiểu về tâm nếu không hiểu về cảnh. Đây là một trong những lĩnh vực tương đối khó hiểu của Thắng Pháp nói riêng và Phật học nói chung. Có hai cảnh nói về cảnh, có hai cách nói về cảnh. Nói hẹp thì có sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Nói thì có 16 cảnh: cảnh ngũ, cảnh chân đế, cảnh thi thiết, cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh vị lai, cảnh ngoại thời, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần. Sự trầm lẫn và sai biệt khi phân tích về cảnh là điểm cần lưu ý. Cùng là một đối tượng mà vừa là cảnh. Dạ, do con xin hỏi này, cảnh sát hay là cảnh sắc ạ? Theo con nghĩ là cảnh sắc. Dạ, nếu con có sai thì cung thỉnh Ngài chỉ dạy ạ. Là cảnh sắc
cảnh chân đế, cảnh dục giới, cảnh sắc pháp, cảnh hiện tại, vân vân. Do vậy không nên hiểu là mỗi cảnh là cá thể hoàn toàn biệt lập. Cũng những khía cạnh quan trọng khác của tâm thức, người học cần chú ý phân biệt liệt kê mỗi cảnh có bao nhiêu tâm nhận biết và mỗi tâm có thể biết bao nhiêu cảnh. Sự rõ ràng về điểm này rất cần thiết để hiểu về danh pháp. Trước hết là cảnh nói hẹp có sáu. Một, cảnh sắc là tất cả những gì được nhận biết trực tiếp bằng thị giác hay nhãn thức. Hai, cảnh thinh là tất cả những gì được nhận biết trực tiếp bằng thính giác hay nhĩ thức. Ba, cảnh khí là tất cả những gì được nhận biết trực tiếp bằng khứu giác hay tỷ thức. Bốn, cảnh vị là tất cả những gì được nhận biết về trực tiếp bằng vị giác hay thiệt thức. Năm, cảnh xúc là tất cả những gì được nhận biết trực tiếp bằng xúc giác hay thân thức. Sáu, cảnh pháp là tất cả đối tượng của tâm ngoài năm cảnh trên. Đây là điểm tương đối rất tế nhị. Nên hiểu cảnh pháp qua một số phương diện sau. A, những gì không trực tiếp nhận biết bằng ngũ sân thức thì cảnh pháp, thí dụ nghe nhìn một bức tranh thủy mạc chỉ có màu sắc, đường nét thuộc cảnh sắc, còn ý niệm đó là tranh thủy mạc, tranh cổ, tranh có giá trị, vân vân, thuộc cảnh pháp. B, những đối tượng của tâm không thuộc vật chất đều là cảnh pháp. Năm cảnh của ngũ sân thức thuộc vật chất, cảnh của danh pháp kể cả niết bàn đều thuộc cảnh pháp. C, có những đối tượng của tâm thuộc sắc tế đều là cảnh pháp. Có những hiện tượng vật chất chỉ có thể hiểu qua suy mà không thể trực tiếp nhận biết bằng ngũ quan. D, những đối tượng của tâm không thuộc hiện tại đều là cảnh pháp. Cảnh ngũ là cảnh trực tiếp được biết qua năm giác quan. Khi những cảnh này thuộc quá khứ thì là cảnh pháp, như hương vị của một món ăn hôm qua bây giờ nghĩ nhớ là thì trở thành cảnh pháp. À, những đối tượng của tâm khái niệm thi thiết đều là cảnh pháp. Năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc thuộc thực tánh pháp. Trong lúc những khái niệm thi thiết đều là cảnh pháp. Thí dụ nhìn một tòa nhà gọi đó là biệt thự, lâu đài, tổ ấm, vân vân, đều là khái niệm. F, những đối tượng của tâm không thuộc dục giới đều là cảnh pháp. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít trên sư ạ. Kính đảnh lễ thượng tọa tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng ta học về cảnh. Ở trong phần học về cảnh này, chúng ta đi vào một đề tài mà ở trong Thánh Pháp thường bị bỏ quên bởi một số người học. Đây là điều rất là đáng tiếc, bởi vì trong Thánh Pháp định nghĩa tâm là biết cảnh. Cảnh là đối tượng của tâm. Nếu mà chúng ta không có học kỹ thì thật ra chúng ta không có hiểu rõ nhiều điều rất là tế nhị. Thí dụ như là bốn tâm thiền vô sắc thì lại có hai tâm thiền là biết cảnh chân đế, hai tâm thiền biết cảnh tục đế hay là khái niệm. Hay hoặc giả là khi nào chúng ta học những trình của tâm thức
thì những cái cảnh mà xuyên qua ngũ sông thức ấy, đó là một cái trình tự rất là khác biệt với cảnh mà chỉ xuyên qua ý muốn mà thôi. Nếu mà quý vị nào từng tham dự các buổi học ở trong rung Phật Pháp Buddha Dhamma, dù là kinh tạng hay là thắc pháp đó, thì quý vị lắng nghe thì chúng tôi và Từ Tọa Từ Siêu thường có những cái thảo luận, và những câu thảo luận này đó nó có rất nhiều câu liên hệ đến cảnh. Có thể nói rằng người học Phật mà không biết về cảnh thì như hồi nãy Từ Tọa Từ Siêu có nói là không biết cảnh thì không biết về tâm, mà không biết về tâm thì thật ra chúng ta không học thắng pháp được mà cũng học về Phật học được. Và đây là một đề tài lớn, một đề quan trọng và một đề tài rất là thú vị. Lấy ví dụ như là ở trong thiền tông Trung Hoa và Nhật Bản thì có những cái công án nói về tính cách hư và thực, tâm và cảnh. Những câu chuyện mà chúng ta nghe nói về tâm động hay là phương động. Chỉ thật sự thưa quý vị, ở trong thắng pháp á, không có nói rằng cái tính cách hiện thực nó nằm ở tâm hay nằm ở cảnh. Và tùy vào cái nhìn của chúng ta. Nhưng mà có một điều chắc chắn là trong thắng pháp nói rằng có những cái đối tượng của tâm mà đối tượng nó rất thực, chúng ta gọi là cảnh chân đế. Và những cảnh rất thực đó nó lại là không phải là cảnh gì xa xôi, mà đơn giản là cảnh sắc là cái gì mà mắt thấy, cảnh thinh là tai nghe, cảnh khí là gì mũi ngửi, cảnh vị là lưỡi nếm, cảnh xúc là cái gì mà thân đụng chạm. Nhưng mà chung quanh sắc thinh khí vị xúc đó, thì nó lại có nhiều những cái yếu tố mà mới xem ra thì dường như là nó thuộc về cảnh đó. Thí dụ như là một ngày đẹp trời, chúng ta đi đến viện bảo tàng ở tại Houston, người ta làm một cái buổi triển lãm rất là kỳ vĩ về tranh của Van Gogh. Và bây giờ chúng ta xem Van Gogh thì những bức tranh đó nó không còn đơn thuần là thuộc về cảnh sắc là đối tượng của nhãn thức nữa, mà cái tranh đó là tranh thuộc về trường phái nào, họa sĩ nào, giá trị ra sao, thì cái đó thuộc về cảnh pháp. Mặc dù tranh á, thì nói đến hội họa thì chúng ta nói đến cái gì liên quan đến màu sắc, đường nét, nói đến cái gì là đối tượng của mắt, nhưng mà thực ra bằng cách này hay cách khác. Tại sao nó có một sự khác biệt như vậy? Là bởi vì chúng ta thấy được rằng năm cái cảnh của ngũ quan, sắc, thinh, khí, vị, xúc đó, nó thuộc về vật chất. Nhưng mà không phải vật chất nào thì cũng thuộc về ngũ quan. Như ngày nay chúng ta học vật lý thì mình biết rằng có những cái hiện tượng vật chất mà chúng ta sẽ dùng những cái dụng cụ, người ta gọi là instrument, để đo đạc, để nhận biết được. Ví dụ như là cái đo hay là kính hiển vi để thấy, hay hoặc giả là có cái hệ thống để detect mùi vân vân. Nhưng mà có những thứ thuộc vật chất người ta biết chắc chắn nó hiện hữu, biết chắc là có mặt, nhưng người ta không thể sờ, không thể đụng, không thể thấy, không thể nghe, không thể nếm, không thể xúc chạm bằng thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, mà không thể sử dụng những cái dụng cụ để mà đụng đo đạt được, mà thay vào đó họ tính bằng những cái phương trình
mà những cái công thức vật lý. Chúng ta nói một cách khác là có những cái hiện tượng của vật lý chúng ta chỉ thể biết bằng khái niệm. Dạ, để bằng khái niệm. Ví dụ như chúng ta nói về tứ đại, cái gì thuộc về đất, cái gì thô phù mình có thể đụng chạm được. Về lửa là cái nhiệt lượng nóng lạnh mình có thể cảm nhận qua thân trực được. Hay là gió là sự di động chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà cái gọi là nước, tức là cái sự quấn tụ lại, thì thứ vì chúng ta không có thể đụng bằng thân. Thì như vậy một thí dụ cho về khi trong cách nói ngắn gọn thì chúng ta có sáu cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Thì sáu cảnh này nó lại bắt buộc chúng ta phải thấy được những phương diện rất là tế dị của cái gọi là cảnh pháp. Khi mà mình định nghĩa thế nào là cảnh sắc thì thưa quý vị tương đối dễ. Cảnh sắc là đối tượng của nhãn thức và chúng ta phải thấy bằng con mắt. Con mắt là một cái đồng tử nằm ở bên trong con ngươi của chúng ta, nhờ vào cái ánh sáng nhận biết. Và đó là phải nhận biết trực tiếp, nhận biết ở trong thời khắc hiện tại này, và biết rất thực. Chúng tôi lấy ví dụ là mình gọi là biết trực tiếp, là nếu có vị nào đó nói với chúng tôi rằng ở ngoài một công viên nào đó họ vừa đi thấy được, họ mới có những cái hoa hồng đang nở rộ. Chúng tôi biết hoa hồng, chúng tôi cũng biết màu hoa hồng. Và nói về hoa hồng nở rộ ngoài công viên đó thì chúng tôi biết đó. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì con mắt không thấy trực tiếp mà chỉ nghe người ta nói, và họ nghe nói thì mình tin, mình nghĩ, mình biết. Nhưng mà cái biết về cái hoa hồng mà qua lời khác, người khác nói đó, nó không phải là cái nhìn trực tiếp. Thì cái không, cái nhìn không trực tiếp nó thuộc về cảnh pháp. Và chẳng những trực tiếp rồi mà nó còn phải là trong cái thời khắc hiện tại. Thời khắc hiện tại là chúng tôi đang thấy, thấy trực tiếp bằng con mắt á, thì cái đó mới gọi là cảnh sắc. Còn nếu mà chúng tôi nhắc lại những gì mà mình đã thấy ngày hôm qua, tháng trước, ví dụ như là tuần trước chúng tôi đã nhìn thấy một cái hoa anh đào nở đầy hoa, bây giờ chúng tôi hình dung lại, hay chúng tôi tưởng tượng lại, hay là chúng tôi nói lại đó, thì cái hình ảnh của hoa anh đào nó không còn cảnh sắc nữa, mà nó thuộc về cảnh pháp, tại vì nó thuộc về quá khứ. Nó còn có nhiều cái yếu tính nữa. Và chúng ta có thể nói là một cái cảnh mà thuộc ngũ quan tương đối là nó đơn giản, nó không có qua một cái tiến trình nhồi nặng của khái niệm. Ở trong bài học này quý vị có thấy chúng tôi đưa ra một thí dụ là mình nhìn thấy một tòa nhà, thì tòa nhà đó đó mình gọi là một biệt thự, một cái villa, một lâu đài, một tổ ấm hay một công sở, cái gì đó mình gọi đó, thì nó rất thực, nó rất thực chứ không phải là không thực. Nó hiện diện lộ lộ ngay trước mắt của chúng ta, đó là ngôi nhà như vậy. Nhưng mà khi chúng ta gọi nó là một tổ ấm, một cơ sở thương mại, một cái villa, một lâu đài vân vân, thì những điều này nó nằm ở trong thế giới của khái niệm. Khái niệm chúng ta gọi là thi thiết. Tại sao vậy? Tại vì một cái chỗ để trú mà gọi là một tổ ấm á, thì nó phải là một cái suy tư định đặt dựa y cứ trên một số những yếu tố khác. Chúng ta gọi đó là một biệt thự, là một quan niệm khác. Cái nhà lụp xụp mà chúng ta gọi đó là biệt thự được,
Bởi vì chúng ta đánh giá nó là cao sang. Và dĩ nhiên là đôi khi cái chữ biệt thự, một cái villa ở tại đất nước chúng ta đó, người ta gọi đó là một biệt thự. Nhưng mà theo tiêu chuẩn nước khác, ta không gọi đó là một biệt thự được. Tại vì nó tương đối nhỏ so với một vài nơi khác. Ở Mỹ có những ngôi nhà rất lớn nhưng mà không gọi là villa được. Thì như vậy cái chữ villa, chữ biệt thự đó, nó là một khái niệm. Đó là một khái niệm. Và mặc dù cái đó là cái mà mình thấy cái đập vào mặt mình, chứ ở đây là một cái gì rất là tế dị mà chúng ta phải cân phân. Nó cũng lại liên quan đến thiền định. Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là một cái cảnh đối tượng của trong thiền sắc giới là không vô biên, rồi thức vô biên, rồi vô sở hữu, rồi phi tưởng phi phi tưởng. Thì thứ vì bốn cái tâm thiền này tuy rằng đều là bốn tâm thiền hết, nhưng mà có hai tâm là biết cảnh quá khứ thôi. Và tức là nhìn lại cái này nó phủ nhận cái kia. Ví dụ như là tâm thức vô biên thì nó nhìn lại không vô biên, nó phủ nhận hư không là vô biên. Hay là tâm vô sở hữu, nói rằng có tưởng cũng không phải, mà khỏi nó không có tưởng cũng không phải. Tại vì nhìn lại tâm vô sở hữu. Ở đây chúng tôi không đầu đi quá sâu, nhưng mà quý vị thấy rằng cái gọi là cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, tức là chúng ta nói về thời gian, chúng ta nói về không gian, nói về phương vị, nói về thi thiết, nói về cảnh chân đế vân vân, nó đều có những cái khía cạnh mà rất là cần thiết để một người học Phật biết về điểm này. Và do vậy một người học thắng pháp không có phủ nhận là cái này là cái này hoàn toàn là hư ảo, cái kia là thật. Nó thật là thật trên phương diện gì, và nó hư ảo là hư ảo trên phương gì. Chứ chúng ta không thể nói bỏ đó một cách mà chúng ta phủ nhận hết. Đây là một cái điểm rất là thú vị, rất là lợi lạc mà khi mà chúng ta học thắng pháp. Và đây cũng là một điểm mà tại sao chúng ta học. Ở trong cái cách nói của triết học Ấn Độ, thường chúng ta nghe qua cách nói của Tứ Cú Bách Phi chẳng hạn, thì không phải là có, không phải là không, thì Đức Phật không trả lời như vậy, mà ngài chỉ nói rằng do vô minh thì hành sanh thì thức sanh, thức sanh danh sắc sanh. Mình bảo rằng nó hư huyễn thì nó cũng đúng là hư huyễn đó, mà bảo nó thật thì nó cũng thật đó. Nhưng bảo rằng tất cả đều không thật thì sai, mà bảo rằng tất cả đều thật cũng sai. Chỉ có một cách nói mà đúng nhất, cái đó là do có cái này có thì cái kia có. Bảo rằng không cũng phải, bảo rằng có cũng không phải. Vì vậy phải hiểu về điểm này mới hiểu về Phật pháp. Như khi nãy chúng tôi có đề cập đến quý Phật tử đó, là đôi khi ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta hay dùng một cái nhãn hiệu để gán cho một cái gì đó, thì ở trên thực tế nó không hẳn như là chúng ta nghĩ đâu. Còn một cách để mà hiểu tương đối chính xác nhất theo Phật pháp đó, là chúng ta hiểu cái gì nó cũng do nhân, do duyên rồi đó. Và những cái yếu tố liên hệ đó, nó cho chúng ta một cái đánh xác được. Thì hôm nay đặc biệt là chúng ta chỉ nói về sáu cảnh, là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Cảnh sắc là cái gì được trực tiếp nhận biết bởi con mắt. Thì chúng ta nói con mắt ở đây đó, nói con mắt là nói chung, nhưng mà cái chính xác nhất là cái đồng tử ở bên trong con người, chúng ta gọi là thần kinh nhãn, hay là nhãn vật, giống như cái máy chụp hình mà có cái lens vậy đó. Mặc dù có những bộ phận khác liên hệ để giúp cho cái ống kính thu hình, giữ hình lại,
Nhưng mà cái chính là cái ống kính đó, đó là cái mà đưa cái ánh sáng vào bên trong để tạo cái cảm biến ở bên trong và ghi nhận cái hình ảnh. Thì gọi là cảnh sắc thì nó phải trực tiếp biết và biết qua thần kinh nhãn, tức là biết qua nhãn vật. Và chẳng những vậy, nó phải biết ngay trong thời khắc hiện tại. Và phải nói một điều rằng cái biết đó đó, nó ở trong cái điều kiện nguyên sơ nhất. Dạ, yeah, nguyên sơ nhất. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình nhìn thấy một bức tranh, thì chúng ta khoan nói đó là tranh Picasso, tranh lập thể, hay là những bức tranh sơn dầu, hay là tranh thủy mạc, chúng ta khoan nói đến. Dạ, những cái chuyện đó đó, những cái chuyện mà nói bức tranh đó thuộc về vẽ theo trường phái nào và giá trị như thế nào vân vân, cái đó thuộc về cảnh pháp suy diễn hết. Khi mà chúng ta nhìn thấy bức tranh thì đơn thuần này, cái biết mà gọi là cảnh sắc đó, nó chỉ là màu đó, xanh, vàng, đỏ, trắng, đường nét đó. Và như vậy cái biết nguyên sơ của cảnh sắc đó, tương đối là nó mùi lược so với cái nhận, cái nghĩ, cái suy tư của chúng ta về cảnh sắc. Thật ra hai điều này chúng ta không thể lầm và phải coi chừng. Phải coi chừng rất là quan trọng. Nếu mà người học không có để ý chuyện đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì thuộc về hội họa, thuộc tranh ảnh nó đều thuộc về cảnh sắc. Cái gì thuộc về âm thanh, ví dụ như nhạc, âm nhạc vân vân, thì nó thuộc về cảnh thinh. Không phải. Dạ. Cái gọi là cảnh thinh mà chúng ta gọi là nghe được đó, thì chỉ là cái độ chấn động chúng ta nghe, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc dễ nghe hoặc khó nghe. Nhưng mà âm thanh đó là âm thanh thánh thoát, âm thanh mượt mà, âm thanh ưa thích. Đó là nhạc bolero, đó là nhạc rock and roll, đó là âm thanh mơ mộng lãng mạn vân vân. Tất cả những ý niệm về lãng mạn, mơ mộng vân vân thì đều cái thuộc về thế giới của cảnh pháp. Vì vậy bắt buộc điều này khi mà chúng ta học qua cái diễn trình của tâm thức á, thì quý Phật tử sẽ thấy, và quý Phật tử sẽ thấy rằng năm cái cảnh sắc tinh khí vị xúc á, nó chỉ đi qua cái nó đi qua một cái sát na. Dạ, một cái sát na một cái sát na là ngũ sông thức. Dạ, ngũ sông thức chỉ nó giống từ trường hợp là chúng ta đưa một cái máy chụp hình lên để chụp một tấm ảnh, thì cái thời điểm duy nhất mà chúng ta nghe chúng tôi không biết diễn tả máy chụp hình sao mà nghe cái rột, thì lúc đó là ở trong đó cái ống kính ở trong nó mở ra, nó nhận ánh sáng và đóng lại liền, thì khắc rất là ngắn. Và khi nó nhận vào đó, thì nó chỉ nhận là màu sắc, cái độ sáng, những đường nét đơn giản vậy thôi. Và sau đó khi chúng ta về, chúng ta nhìn, chúng ta nói đây là cái ốc, đây là cảnh bình minh, đây là cảnh này cảnh kia, là do chúng ta nghĩ. Nhưng mà cái công việc của cái máy chụp hình là chỉ giữ cái hình ảnh lúc đó, và cái hình ảnh đó phải được tính là ở trong cái trạng thái nguyên sơ nhất. Cảnh sắc là như vậy, rồi cảnh thinh cũng như vậy, tức là cũng chỉ là những âm thanh, rồi âm thanh đó được cảm nhận thế nào, được diễn tả thế nào, đó là một chuyện khác. Rồi cảnh khí, cảnh khí thì chúng ta gọi là hương, thinh, sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì thật ra thì khi mà chúng ta dùng chữ hương là chúng ta dùng ở trong ngũ dục. Ngũ dục tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, chỉ cho sắc đẹp, tiếng hay mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nhưng mà trong cái sắc đẹp thì người ta không có chữ riêng. Nhưng mà trong cái cảnh khí thì cảnh khí nói chung cả mùi thơm và mùi thối không thơm. Còn chữ hương là chỉ cho mùi thơm những gì mà mình thích thôi. Ví dụ như là mùi sầu riêng, có nhiều khi nó là mùi thơm với người này mà không là mùi khó chịu cho người kia, thì khi là mùi khó chịu thì nó gọi là hương, nhưng mà nó là cảnh khí. Dạ, thành ra ở trong danh từ nói về chữ Hán riêng về cảnh khí thì có cái chữ gọi là chữ chữ hương và chữ khí.
Và rồi chúng ta nói đến cảnh vị. Cảnh vị ở đây là cái vị chua cay mặn ngọt được nếm từ trong cái từ câu trong cái thiệt vật hay là thần kinh thiệt. Dạ, thần kinh thiệt nó chính xác đó, là những cái mục rất là nhỏ ở trên cái lưỡi của chúng ta, giống như đầu lông con nhím vậy đó. Thì cái thần kinh thiệt này đó, nó chỉ bắt những cảnh như là chua cay mặn ngọt. Và ở đây thì chúng ta cần phân biệt rất là rõ giữa cái thần kinh thiệt đối với các vị và cái miệng của chúng ta. Dạ, về cái miệng của chúng ta, có nhiều người nói rằng trong cái câu mà khỏa tùng khẩu sức là bệnh tùng khẩu nhập, tức là cái bệnh đó là do cái gì mình ăn vào. Mình ăn vào, như mình thích ăn đồ béo thì sinh ra cholesterol, thế là ăn đồ ngọt thì sinh ra tiểu đường, thích ăn những cái đồ mà nó sinh ra chất bôi thì cho thấy chúng ta bị sản thần chẳng hạn. Thì cái đó đúng là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất á, tức là do cái lời nói mà chúng ta nói ra, do lời nói ra chúng ta tạo nên cái gọi là đa ngôn đa quá, nói nhiều lỗi nhiều, tạo nghiệp nhiều, mà đôi khi cái miệng nó kiện cái thân. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái nghiệm, cái miệng, cái khẩu nghiệp nó chẳng liên quan tới cái mà chúng ta gọi là cảnh vị. Và cảnh vị là đối tượng của thiệt thức. Đơn giản cái cảnh vị đó, nó chỉ là cái vị chua cay mặn ngọt mà được cái thần kinh thiệt ở trên cái đầu, trên lưỡi của chúng ta nếm thôi. Dạ, chúng ta như vậy. Thật ra nói đến cảnh thiệt, đừng nhập nhằng với cái gọi là cái miệng của mình, hay là cái ngay cả thậm chí là trên cái lưỡi của chúng ta đó mà nó bị nổi một cái mục đạn hay là canker đó, thì cái canker làm đau trên lưỡi đó, thì nó thuộc về cảnh xúc chứ nó phải là cảnh, không phải là cảnh vị. Yeah, cảnh vị là cái lưỡi nếm, và những vị như chúng ta nói là chua tai cay mặn ngọt, chúng ta phải để ý. Và khi mà mình nói đến cảnh xúc là một cảnh rất là thú vị. Yeah, cảnh xúc là cảnh rất là thú vị. Cảnh xúc được Thắng Pháp đề cập đến trong ba cái hiện tượng của tứ đại, đó là hiện tượng kiên cứng thô phù, chúng ta tạm gọi là cứng hoặc mềm của đất, nóng hoặc lạnh của lửa, và cái trạng thái di động của như là hơi thở vô, hơi thở ra, vân vân, thì cái đó là của gió. Nhưng mà thân thì không có trực tiếp tiếp xúc được cái trạng thái quấn lại của đất. Và khi mà chúng ta rờ vật gì đó cứng hoặc mềm cái thuộc về đất, chứ chúng ta không nói ồ cái đó nó quấn lại, cái quấn lại mình chỉ hiểu á qua cái tâm thức của mình thôi. Thì thưa quý vị, chúng ta nên để ý cảnh xúc á, nó hiện diện ở trong rất là nhiều trường hợp, mà đôi khi việc người ta lầm lẫn. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng một cái đạn mà lỡ trong lưỡi mình, hay là mắt mình nó bị nhậm nó đau. Dạ, thì khi chúng ta bị đau mắt, bị nhậm đó, cái đó nó thuộc về cảnh xúc chứ nó không phải là cảnh sắc, mà dù liên hệ đến con mắt của mình. Thì cái đó cái chúng ta phải để ý. Dạ, phải để ý. Và cái chữ xúc ở đây đó, cảnh xúc ở đây đó, nó không phải là sự đụng chạm, mà cái đối tượng được cảm nhận bởi sự đụng chạm. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng cứng mềm là một cái đối tượng được cảm nhận bởi xúc, nóng lạnh được cảm nhận bởi xúc, hay là cái sự vận hành chuyển động, di động, cái đó được cảm nhận bởi cảnh xúc. Và không có nên hiểu rằng những cái gì mà liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi mà nó có tất cả là
đau đớn như là đạn ở lưỡi hay là bị giọng của mắt, mà cái đó thuộc về cái sắc cảnh vị, mà cái đó nó cũng thuộc về cảnh xúc. Dạ, mình nên lưu ý về điểm này. Thì năm cảnh mà chúng tôi vừa kể là sắc, thinh, khí, vị, xúc đó, nó là cảnh thực, thực của đời sống. Ở trong danh từ của Thắng Pháp Thông mà gọi là cảnh chân đế, và cảnh chân đế gọi là pháp thực tính. Nói như vậy thì nó như vậy thôi. Buổi sáng chúng ta bước ra ngoài trời lạnh đó, thì nó là trời lạnh, tại vì chúng ta sinh ra với một cái cơ thể mà chỉ quen với cái nhiệt độ 22 độ C hay là 72 độ F, thì mình cảm thấy rằng ra bên ngoài cái nhiệt độ đó nó làm chúng ta dễ chịu. Nhưng mà ví dụ mình bước ra ngoài như ở Houston sáng nay mà bước ra ngoài 65 độ thì cảm thấy nó hơi se lạnh một chút, hay là mình bước ra bên ngoài mà 80 độ cảm thấy nó hơi hầm một chút, thì cái trạng thái mà dễ chịu, khó chịu, nóng lạnh, v.v. nó hoàn toàn là cảnh thực, nó hoàn toàn là thực tính. Nhưng mà khi mà mình cảm nhận được cái không khí se lạnh, mà mình nhớ về một bài thơ, khi gió heo may về rồi một cơn lạnh lùa vào trong mái tóc, v.v. thì cái đó nó thuộc về thế giới của pháp. Chúng ta suy diễn, chúng ta cảm nhận ra. Chúng tôi nói là năm cảnh này nó rất trực tiếp, nó là ở thời khắc hiện tại và nó ở trong cái dạng nguyên sơ nhất, dạng trung thực nhất. Thì ở dạng nguyên sơ này nó luôn luôn là trung thực, nó chưa qua cái sự nhồi nặng của tâm thức. Dạ. Chúng ta nhìn thấy một đóa hoa hồng, đóa hoa hồng đó màu đỏ hay là màu trắng, và cái màu đó, cái nét đó thì chúng ta gọi là một đóa hoa hồng. Đó là biết của cảnh sắc đối với mắt. Dạ. Nhưng mà cái hoa hồng đó người ta nghĩ đến tình yêu, hoa hồng đó họ nghĩ đến chữ hiếu, như bông hồng cài áo, nói đến bông trắng, bông đỏ, hay là hoặc giả là bông hồng đó đó người ta tưởng dùng một loài hoa có gai, không? Thì cái đó nó thuộc về cảnh pháp. Đây là một điểm tương đối rất là tế nhị. Thì sau khi mà chúng ta nói về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì chúng ta nói qua cảnh pháp, học về diễn trình tâm thức. Những bài học mà chúng ta đang học đó là để chuẩn bị cho diễn trình tâm thức. Nhưng mà khi học diễn trình tâm thức thì chúng ta sẽ hiểu trở lại những bài học này rõ hơn. Và ở trong một cái diễn trình tâm thức đó, thì cái gọi là cảnh sắc thinh khí xúc nó chỉ hiện đến ở trong một cái duy nhất là ngũ sắc thức. Dạ. Nhưng mà khi biết cảnh hiện tại đó thì người ta kể luôn cả ba tâm ý giới, tức là hai tâm chứng nhận và tâm kháng ngũ môn. Cái chuyện đó chúng tôi sẽ nói sau khi mà chúng tôi nói về cảnh hiện tại quá khứ. Thì thưa quý vị, trong sớ giải thì nói rằng thường thường một cái cảnh xuất hiện mà chúng ta biết rõ, nó tối thiểu nó phải qua năm cái diễn trình tâm thức, năm cái lộ tâm. Một cái biết đầu tiên đó chưa rõ ràng. Dạ, nó chưa rõ ràng. Về cái này thì vị nào mà học về nhiếp ảnh và học sâu vào cái hoạt động của máy thì rất là thích thú, bởi vì nó có những cái điểm rất là tương đồng giữa một cái khả năng để mà cảm biến về ánh sáng đối với cái lens hay đối với phim. Bây giờ người ta không dùng phim nữa, thì thứ vị nó có cái hệ thống cảm biến. Và vị nào mà có chụp ảnh mà ban đêm hay chụp ảnh với cái ánh sáng mà nó di động nhiều, một cái đối tượng, một cái cảnh di động nhiều hay là cảnh hơi mờ đó, thì cái máy chụp hình nó cần một ít thời gian để nó có thể capture, tức là để nó có thể thu giữ cái hình ảnh đó. Chúng tôi không biết có vị nào mà để ý là khi mà mình chụp một cái cảnh gì ban đêm á,
thì quý vị cái ở trên cái màn ảnh của cái iPhone hay là máy chụp hình chúng ta đó, nó chậm đi một chút. Dạ, chậm đi một chút thì thật sự mà nói thì tâm chúng ta làm việc nhanh hơn nhiều lắm. Nói nhanh hơn nhiều lắm nhưng mà không có nghĩa là không có nghĩa là nó làm được liền. Dạ, ở trong sư giải nó là phải có năm lộ tâm như vậy nó mới thật sự là nhận ra cái cảnh rõ ràng. Thì dù thế nào đi nữa thì chúng tôi muốn nói rằng ngũ quan mà theo cách nói bình thường của chúng ta thì nó mênh mang nó nhiều, nhưng mà ngũ quan mà trong diễn trình tâm đó, chúng tôi dùng một cái từ gọi là khung cửa hẹp. Dạ, khung cửa hẹp. Khung cửa hẹp tức là cái khung cửa thời gian nó rất là ngắn đến nỗi mà chúng tôi dùng cái chữ ngắn á, tức là nó không nó một cái chữ ngắn thôi là nó đã có triệu triệu sát na không đủ đi diễn tả cái chữ ngắn lên được. Thì ở đây đa phần còn lại đó nó xuyên qua cái cảnh, nó được qua cảnh pháp. Dạ, qua cảnh pháp. Những cái pháp này là những cái tâm để nó để nó tiếp nhận rồi nó xử lý cảnh vân vân. Và những cảnh này thì khiến cho sắc tinh khí vị xúc nó không còn là cảnh hiện tại nữa, mà nó thuộc về cảnh quá khứ, được chuyển lại, được nhồi nặng, được xử lý, là nó thuộc về cảnh pháp. Và do vậy khi mà chúng ta đề cập đến đến cảnh pháp đó, thì nó có một số những cái giới hạn, những cái giới hạn mà mình nắm vững cái điều này đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là dễ hiểu, và cảm thấy rất là dễ hiểu, dễ nhận ra, và dễ nhận ra cái ý nghĩa của thế nào là cảnh pháp. Như là chúng tôi đơn cử một vài phương diện thôi. Khi mà chúng ta học bài học tuần tới về học rộng thì chúng ta sẽ nói về những cảnh như là cảnh chân đế, cảnh tục đế, cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp, cảnh dục giới, cảnh đạo đại, cảnh cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, cảnh ngoại thời, cảnh nội phần, ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần á, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn và rất là thú vị lắm khi chúng ta học về những cái khía cạnh của cảnh. Ở đây thì quý vị, chúng ta chỉ nói một cách rất là tiêu biểu một vài điểm mà để chúng ta nhớ đó. Cái gì mà phải là cảnh của ngũ song thức, tức là những cảnh không phải trực tiếp do biết bởi thị giác, biết bởi thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, quý vị cứ nhớ còn lại đều là cảnh pháp hết. Dạ, tức là mình có năm cái cảnh của thị giác gọi là cảnh sắc, cảnh của thính giác là cảnh thinh, cảnh của khứu giác là cảnh khí, cảnh của vị giác là cảnh việt, cảnh vị, cảnh của xúc giác là cảnh xúc. Thì ngoài năm cảnh đó thì chúng ta gọi là cảnh pháp. Rồi mình nói đại loại như vậy. Và bởi vì năm cảnh đó nó tùy thuộc về vật chất hết. Dạ, sắc thinh hương vị xúc đều thuộc vật chất. Thì cảnh nào mà nó không thuộc vật chất hết, thì chắc chắn thuộc cảnh pháp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng nói đến cảnh pháp chỉ có về tinh thần không, mà cảnh pháp nó có một số sắc. Bây giờ chúng tôi khổ bạn nhiều, nhưng mà trong thắng pháp thì đề cập đến những sắc tế. Dạ, có sắc tế, có rất là nhiều cái hiện tượng vật chất mà chúng ta không thể hiểu bằng ngũ quan được, mà hiểu trên phương diện nhận biết bằng trí tuệ, bằng lý trí thôi. Rằng về điểm này chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà nói một cách khẳng định là những cảnh nào không thuộc về vật chất thì đều là cảnh pháp. Những cái cảnh nào mà nó không thuộc về hiện tại, gọi là hiện tại là biết trực tiếp. Dạ, biết trực tiếp. Như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc, thì không biết trực tiếp thôi, thì đều là cảnh pháp. Dạ, như là mình nói rằng ngày mai tôi sẽ đi thăm một công viên, hay là hôm qua tôi đến thăm một công viên, hình ảnh của công viên
của ngày hôm qua, hình ảnh của công viên mà mình tưởng tượng ngày mai đó, cái đó thuộc về cảnh pháp ở đâu, không phải thuộc về cảnh sắc. Về điểm này đó thì Phật học phân rất rõ và chúng ta rất cần, chúng ta rất cần để biết. Thưa quý vị, chúng ta cũng nói về cảnh pháp liên quan đến một cái thế giới của khái niệm hay là của chi tiết. Và khái niệm đó là giả lập những cái chi tiết về một cái gì đó. Thí dụ mình nói là một người là đẹp, mình không biết sao là đẹp. Và chữ đẹp đó, mình nói là một người đẹp đó, thì người ta nói là một người thích thích cái sắc đẹp là người háo sắc, người thích người đẹp là háo sắc. Nhưng mà thật ra thì trong thắng pháp á, cái gọi là đẹp hay xấu nó là một khái niệm, nó là một chi tiết. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở đây chúng tôi nói quý vị đừng có buồn về một chuyện là cũng nó phải buồn nhưng mà nghe nó cũng hơi chứng tai, đó là chúng tôi có một người quen ấy nói rằng không biết bây giờ làm sao mà về thẩm mỹ học đó. Người ta nói người nữ phải cao như vậy mới gọi là một người đẹp, chứ họ thấy mấy người cao liêu khiêu họ thấy nó kỳ quá. có một lần người đó họ nói rằng thấy những người mà họ cao đúng theo chuẩn đẹp Tây phương đó, thấy nó cao thì mình chỉ cười thôi, là cái chuyện đó nó tùy theo mỗi người. Có những người mà họ nghĩ là chiều cao như vậy là đẹp, như là người Việt Nam bây giờ có quan điểm là những người đẹp là những người chân dài hẳn. Nhưng mà ở trong kinh ấy, thì nói về chuẩn luân vương có gọi là nữ báo ấy, thì vì nó không quá mập, không quá ốm, không quá trắng, không quá đen, không quá cao, không quá thấp. Thì bây giờ có nhiều người chúng ta quan điểm là người phải trắng mới đẹp, mà đen không đẹp, như ở đây nó không quá trắng, không quá đen. Thì thưa quý vị, điều đó là khái niệm. Và chúng ta thấy khái niệm thì theo thời, thì theo xứ. Ngay cả ở bên Trung Quốc thời xưa đó, là một người phụ nữ gọi là đẹp đó, thì phải có da có thịt, tức là phải bụng miệng một chút. Rồi bây giờ thì họ nó phải ốm, phải gầy, ta súng nhau, ta kiêng ăn. Thì chúng ta nhớ rằng cái khái niệm đẹp và xấu của cái cảnh sắc nó hoàn toàn là khái niệm. Về khái niệm hồi nãy chúng tôi nói rằng ăn sầu riêng chẳng hạn, và cái mùi sầu riêng, có những người mà có những lúc mà họ rất là ghét sầu riêng, nhưng khi ăn được chẳng rất là ngon, thích mùi. Thì trước kia là cái mùi hôi, bây giờ là mùi thơm. Cái đó là cái khái niệm, và chúng ta phải hiểu cái khái niệm nó không thật, và nó phải pháp thực tướng, pháp thực tướng, pháp chân đế. Thì điều này khó phân lắm, và rất là khó phân. Như bây giờ mình ngửi mùi sầu riêng, ngay cả cái tên sầu riêng hay mùi thơm hay mùi không thơm, mùi hôi vân vân, thì nó vẫn là khái niệm, mà trong cái khái niệm nó có thật. Và cái này nó chênh lệch với nhau ở đường tơ cả tóc, và đôi khi chúng ta rất là khó phân. Bởi vì người ta nói rằng trong cuộc sống này người ta sống chênh vênh giữa cái thực và mộng, giữa cái thực và hư, tức là giữa cái thực tướng và khái niệm. Đối với chúng ta học Phật pháp và học trong giới lý của thiền thì rất là thú vị, và rất là thú vị về điểm này. Bởi vì các những cái bài kinh mà đề cập đến là khi mà chúng ta tiếp xúc với cảnh đó, thì nó có qua một cái quá trình nhồi nặng, quá trình của phê phán, quá trình của nhận thức. Thì trong quá trình đó đó, nó có thể có một thứ xen vào gọi là yoniso manasikara, là khéo tác ý, hay là ayoniso manasikara, không khéo tác ý. Dạ. Cái khéo và không khéo đó, nó có thể làm chúng ta phiền não, hạnh phúc, hay là chúng ta phiền. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là bây giờ mình đến nhà ai đó mà họ cho mình uống một ly nước lạnh thôi, thì mình rất là mừng. Tại vì nhất là ở Mỹ bây giờ tôi sợ nước ngọt lắm. Dạ, tôi sợ nước ngọt. Nhưng mà có cái thời nào đó mình đi đâu mà người ta chơi cho uống lạnh đó, thì mình cảm thấy mình người ta thấy nó lạc lẽo quá, nhạt nhẽo quá, ít nhất là cũng nước trà hay là nước khúc. Nhưng mà bây giờ quý vị qua bên Mỹ mà mình đi đâu thì người ta hay mời mình nước lạnh hơn là nước trà. Tại vì người ta không biết là mình uống nước trà bị mất ngủ không, hay là mình uống nước ngọt có được không. Có nhiều người kỵ nước ngọt, ghét nước ngọt nữa. Thì như vậy cái
cái gọi là nước, cái giá trị của nước lạnh đó, nó cũng là một khái niệm chứ, đó là một khái niệm, chứ nó không có cái gì gọi là hư là thực chỗ đó. Và cái khái niệm này phải được chúng ta hiểu là nó gần với cảnh thực. Chúng ta dựa trên cái pháp thực tướng để gói vào đó, để đi kèm vào đó một cái ý niệm. Và cái khái niệm này đó, khi được đi kèm vào đó, thì nó hoàn toàn thuộc về chi tiết, và nó thuộc về chế định, về đặc bài ra, chứ nó không phải là cảnh thật. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử liên quan đến sáu cảnh sắc, tinh, khí, vị, xúc, pháp. Nhưng mà bài học vào thứ năm tới thì khi mà chúng ta học về cảnh đó theo rộng đó, chúng tôi sẽ trở lại những điều này trong một ý niệm khác. Hôm nay thì chúng tôi muốn quý Phật tử phân biệt rõ về cái gọi là năm cảnh ngũ. Năm cảnh ngũ tức là cảnh của thị giác, của tính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Và riêng về cảnh pháp phải được hiểu, phải hiện đi hiểu là nó có khi rất là khó tách ra khỏi, khó tách ra khỏi cái gọi là năm cảnh ngũ kia. Nhưng mà quả thực là nếu mà chúng ta hiểu một chút, chúng ta sẽ dễ dàng. Như hồi nãy chúng tôi hỏi rằng bạn đang nhìn thấy cái gì đó, tôi đang nhìn thấy một biệt thự thì hay là một villa, thì mình nói một biệt thự mình nghĩ là ô là cảnh sắc, tại vì cái biệt thự đang đập vào mắt người đó. Không phải. Cái gọi là cảnh sắc á, là người đó nhìn thấy màu sắc, đường nét như vậy, cái kiểu dáng như vậy. Nhưng mà gọi đó là một biệt thự, gọi đó là một villa, gọi là một tổ ấm á, thì cái đó cái khái niệm thuộc về cảnh pháp. Nên khi mà chúng ta học thánh pháp, chúng ta phải phân biệt. Nó gần với nhau, dễ làm lẫn lắm, rất là dễ làm lẫn. Mình nếm cái gì đó, mình nói, đây là trà hảo hạng, trà ngon, thì cái trà hảo hạng đó nó cũng là một khái niệm. Quý vị hỏi rất là thực hư, thì chúng tôi nói rằng nó không phải là thực hư, nó là khái niệm. Nó là khái niệm. Bởi vì sao vậy? Tại vì có những người nếu mà vị trà, cái độ đắng, độ nhẫn đó nó là một thực tế, nó đi với mùi hương đó. Nhưng mà có người mà tương đối là sành sỏi khi uống trà, họ biết đó là trà ủ lông, đó là trà Thiết Quan Âm, đó là thanh trà, đó là thục trà, vân vân. Nhưng mà người không biết thì trà là trà thôi, và ngay cả khái niệm đó là trà đó thì nó cũng là khái niệm. Thì chúng tôi hy vọng rằng với những điều này đó thì mở cho chúng ta một cái cách nhìn rằng tâm có nghĩa là biết cảnh, và cái sự hiểu biết về cảnh đó rất là quan trọng để chúng ta hiểu về tâm. Và đặc biệt khi mà mình học qua những cái diễn trình của tâm thức, diễn trình tức là sau khi chúng ta học về sáu khía cạnh quan trọng, chúng ta học diễn trình tâm thức, thì lúc đó quý vị sẽ thấy được rằng cái gọi là cảnh đó có một cái rất là đặc biệt, và rất là đặc biệt để chúng ta hiểu về tâm. Và trước khi dứt lời thì chúng tôi phải nói rằng trong tiếng Phạn á, thì có hai cái từ mà nói về cảnh là Aramana và Alambana. Giống như chúng ta nói Tadalambana là na cảnh, Tadalambana na cảnh. Thì chữ Aramana là đối tượng của tâm, cái gì bị tâm biết. Alambana là được xem cái gì mà tâm bám vào, cái chữ Alambana bám vào. Có đôi khi trong chữ Hán dùng một chữ gọi là sở duyên tâm, và sở duyên, cái sở duyên tức là cái đối tượng của tâm ý, thì tâm luôn luôn bám vào cảnh, không có tâm nào mà không biết cảnh. Cảnh là điều bắt buộc, hãy có tâm là có cảnh. Và cái cảnh đó nó có thể là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, có thể là cảnh danh pháp, sắc pháp, có thể cảnh dục giới, cảnh đạo đại, có thể là cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, có thể là cảnh tinh đế, tục đế, có thể cảnh nội phần, ngoại phần, hoặc là nội phần, ngoại phần, vân vân. Nhưng mà tâm mắt thì luôn luôn biết cảnh, và bao giờ cũng vậy. Và bao giờ cũng vậy. Không có cái tâm nào mà không có cảnh. Bởi vì nhiều khi chúng tôi nghe một vài vị lý luận là mình tu phải đạt tâm không,
Tâm không là tâm không bất cảnh nào hết, thì nói thì cho vui vậy thôi, chứ tâm mà không thể không có cảnh, dù cảnh niết bàn hay là cảnh ngoại thời hay cảnh gì luôn có cảnh. Và bảo rằng để tâm mình nó trống không mà không biết cảnh thì nó chỉ sự tưởng tượng của chúng ta thôi. Và tâm là biết cảnh, và không có tâm nào không biết cảnh. Thưa quý vị, đó là vài điểm chúng tôi muốn chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Và bạch thượng tọa Từ Siêu xin được hỏi là thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có trước máy, xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ tiếp tục cho bài giảng ngày hôm nay về cảnh, về sáu cảnh. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ, dường như thưa thầy sư. Ồ dạ, dạ thấy thượng tọa rồi. Kính cung kính thượng tọa thưa sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch Thượng Đức, kính thưa quý vị. Tiếp theo bài giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng, chúng tôi cũng xin chia sẻ một vài điều trong khi chờ đợi Thượng Tọa Nhất Đẳng soạn khổ thảo luận với chư Tăng. Hôm nay chúng ta học về, chúng ta chỉ học phần 1, tức là sáu cảnh của tâm, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khi, vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì chưa có học tới 21 cảnh. Thì ở đây thưa quý vị, cảnh sắc thì ở trong bài học của chúng ta là những gì được nhận biết từ trực tiếp từ thị giác, thị giác hay là nhận thức. Cảnh thinh là được nhận biết trực tiếp bằng thính giác hay nhĩ thức, vân vân. Nhưng mà ngoài cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì những cái tâm ý thức giới, ý giới, ý thức giới nó vẫn biết được cảnh sắc thinh khi vị xúc. Nhưng mà đó là trường hợp nó biết bất định. Còn nhãn thức, nhĩ thức mà chúng ta nói ở đây đó, là đối tượng nhất định của nó là cảnh sắc hoặc cảnh thinh, cảnh khí, vân vân. Và nó có liên hệ đến vấn đề là một vị tu tập thu thúc môn quyền hay là thu thúc lục căn, thì trong kinh dạy rằng
Vì ấy khi mắt thấy cảnh sắc, không nắm tướng chung, không nắm tướng riêng, nguyên nhân nào làm cho tham ái ưu vi sinh khởi? Tức là do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì vị đó phòng hộ cái nguyên nhân đó, tức là phòng hộ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà thu thúc lục căn, không có nghĩa là mình bịt mắt lại hay là bịt tai, nín thở hoặc là nhịn ăn hoặc là không xúc chạm, không phải là chúng ta phòng hộ bằng cách đó. Mà trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bố Thí Quang Sát nói là cái sự phòng hộ đó, nói như vậy để hiểu rằng từ cái ngõ gọi là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, cảnh sắc hiện vào, cảnh tinh hiện vào, cảnh khí hiện vào, cảnh vị hiện vào, cảnh xúc hiện vào, thì khi đã thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và có cảnh đó, thì nó tác động đến cái giai đoạn gọi là tâm động lực hay là tâm xử lý cảnh. Thì tâm động lực đó có thể là tham sân si, là tâm bất thiện, hay có thể là tâm thiện cũng chừng. Do đó gọi là thu thúc luận căn, tu tập thu thúc luận căn là người đó khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng người đó chỉ chấp nhận cho tâm thiện, cái động lực thiện nó sinh khởi trong cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, đối với cảnh sắc trên khi bị xúc phát, chứ không chấp nhận cái tâm bất thiện là cái tâm động lực. Thu thúc là ở chỗ đó. Nhưng mà vì chúng ta nói một cách nôm na để dễ nhận biết, thì chúng ta nói thu thúc lục căn. Chứ kỳ thật thì cái điểm mà chúng ta tu tập và cần phải để cho nó sinh khởi hoặc là mới diệt trừ đó, tức là cái bằng động lực chậm cho quanh nó. Cái này thì chúng ta phải hiểu rõ ràng như vậy. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cảm thọ, nhãn thọ, nhãn xúc sở sinh thọ, nhĩ xúc sở sinh thọ, tỷ xúc sở sinh thọ, thiệt xúc sở sinh thọ, ý xúc sở sinh thọ, thì thọ mà do nhãn xúc trở sanh, thì thọ đó đồng sanh với tâm nhãn xúc ở trong mỗi sát na, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà ở đây cũng có trường hợp khi nói đến lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ đó, thì thọ này là thọ khổ lạc, phi khổ vi lạc, tức là nói đến cái trạng động lực vui buồn thư ghét ở chỗ đó. Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thoảng động
khi mà cái tâm nhãn thức như sanh khởi, lúc đó thì hoàn toàn nó chỉ là cái cảnh, nó chỉ là thọ xả thôi, nó chưa có hưởng cảnh được cái gì hết. Với lại nó chỉ sanh có một cái sát ca tâm nhãn thức hoặc nhĩ thức hoặc tỳ thức thì vân vân. Thì chính do mắt thấy cảnh sắc đó mà tham sân, tức là tham ái ưu vi nó sinh khởi, hay là đối với một người tu tập thì tâm thị sinh khởi. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà được gọi là bị tham sân si chi phối, hay là được trú trong tâm thiện. Chúng ta tu tập là tu tập ở chỗ đó, tu tập chỗ đó. Cho nên khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đụng thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy nghĩ đó, thì những cái chức năng này của tâm đó chỉ làm việc sơ khởi. Sau đó chuyển qua cái giai đoạn cái tâm xử lý cảnh thì mới có thiện hay bất thiện. Đó là một điểm mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ở đây, là mặc dù chúng ta nói cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc là cảnh hiện tại, vì nó đang là đối tượng của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, là sở tri của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà cảnh sắc, thinh khí, vị xúc làm duyên cho tâm nhận thức, diễn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh khởi bằng cách gọi là tiền, hay là cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh duyên. Aramana purichata pachiya, tiền sanh có nghĩa là sanh trước, quả thật như vậy. Cảnh sắc nó phải được hình thành trước, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc phải được hình thành trước. Rồi khi mà nó đang trợ cho, trợ sanh ra tâm, thì lúc đó là mới đồng thời với tâm, nhận thức, nhận thức, đối với. Nếu mà tính theo cái lộ trình tâm thì cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, vị, cảnh xúc nó đã xuất hiện vào cái sắc đa hộ kiếp vừa qua, Atita Pha Quang Lát. Tức là bình thường chỉ là cái đa hộ kiếp, nhưng khi có cảnh hiện đến thì cái tâm hữu kiếp đó nó sanh khởi lên một chặt sát na,
thì cái chập sắc na đó gọi là hồi kiếp vừa qua. Rồi kế tiếp là hồi kiếp rút động cha la na pha quan gác, rồi mới tới hồi kiếp biết dòng pha quan của bách chi đá, rồi tiếp đó mới là tâm khai ngũ môn, rồi tiếp đó là tâm nhận thức sinh khởi. Thì như vậy rõ ràng là ở đây cảnh sắc, cảnh thinh hoặc cảnh khiếp định vì cảnh xúc là nó đã có từ thời điểm sát na hồi kiếp vừa qua, tức là nó phải sinh trước, có mặt trước, hình thành trước. Và khi đã hình thành sắc thinh khiếp vị xúc đó thì lúc bây giờ những cái tâm như là khai ngũ môn vũ xung thức tiếp thu thẩm trà đoán định vân vân nó sẽ sinh khởi kế sau đó. Nhưng mình nó hiện khởi, cái tâm mình nó sinh khởi lên thì lúc đó cảnh vẫn còn. Cho nên chúng ta mới gọi là thì hiện tại, cảnh hiện tại. Và sự hình thành của cảnh là tiền sanh, là sanh trước. Chúng ta thắc mắc là nếu nói là cảnh sắc thinh khiếp vị xúc là cảnh hiện tại thì tại thì sao gọi là tiền sanh, sanh trước? Thì thưa quý vị, nói sanh trước đó có mấy sát na thôi, và nó còn tồn tại vào cái thời điểm cảnh sát thân thì tiếp xúc, nó đang là đối tượng của nhận thức chỉ trực tỷ thức, thì cứ thân thức lúc bây giờ kể tính vào cái thì hiện tại. Chắc có lẽ là quý vị nghe chúng tôi nói quý vị hơi khó hiểu một chút. Khi mà quý vị nghe Thượng Tọa Giác Đẳng giảng vị Thắng Pháp và Thượng Tọa giảng thoáng hơn, quý vị nghe quý vị dễ nuốt, dễ tiêu hóa. Nhưng mà cho đến khi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thêm thì chúng tôi lại nói quá cô đậm ở trong cái pháp thực tính. Cho nên giữa hai cái cách trình bày đó, thì có lẽ là quý vị dễ nhận hiểu khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết trình bày và chúng tôi chia sẻ với quý vị thì quý vị sẽ khó nhận hiểu. Nhưng mà những cái ý đó là những ý nó thuần túy, nói theo thực tính pháp. Sau này chúng ta học đến những cái phần sau thì chúng ta sẽ thấy nó cũng có lợi ích cho quý vị lắm. Bây giờ thì chúng ta chia sẻ với quý vị hai điều thôi. Phần thời gian còn lại chúng ta sẽ được nghe Chư Tăng thảo luận. Và bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại cầm đi điều học Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình Chư Thầy Tư Sư. Mà Chư Thầy Tư Sư, trước khi trở lại thảo luận về đề tài sáu cảnh ngày hôm nay đó, thì xin hỏi Chư Thầy Tư Sư hai câu ở ngoài đề tài chút xíu. Mà Chư Thầy Tư Sư,
khi mà mình bàn hay là mình dạy về thắng pháp á, thì có trường hợp những vị á, là chỉ dựa vào những gì được ghi trong sách rồi cố gắng giải thích sao cho nó hợp lý thôi. Nhưng mà có những một cái mức độ nào đó đó mà chúng ta không giải thích dựa trên những cái lời ghi ở trong sách, mà chúng ta dựa trên cái sự hiểu biết và cân nhắc so sánh giữa cái này và cái kia. Ví dụ Đức Phật Ngài dạy rằng có một người mà làm thiện xảo phải làm chiếc xe, hay là một người xây cái tòa lâu đài mà họ là một kiến trúc sư đó, thì họ không có cần phải nói rằng những gì được ghi chép lại, mà tại vì họ quá hiểu thành ra họ sẽ đi ra đi vô, họ sẽ trình bày. Thì toàn để xin quan hỷ là mình học thắng pháp cho đến mức độ nào mà mình có thể suy nghiệm trình bày thắng pháp mà dựa trên cái hiểu hơn là dựa trên những gì mà được ghi trong sách. Xin thưa tôi có nghĩ chỉ trở lại chia sẻ một vài điều về điểm này cái trên chúng ta. Kính bạch cho tăng, kính thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta học về thắng pháp cho đến khi nào mà chúng ta nhớ được những cái lý giải bằng cái trí tuệ nhận hiểu, thì cái đó mới là không có dựa vào sách vở. Còn khi mà chúng ta học thắng pháp nói ra đó, chúng ta vẫn chưa hiểu, nhưng mà dựa vào ở trong sách vở biên soạn in ấn, chúng ta học thuộc lòng để chúng ta nói ra, thì cái trường hợp này là do chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta dựa vào kinh điển sách vở để chúng ta nói. Cho nên một người học thắng pháp cần phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta hiểu được rồi thì lúc đó chúng ta mới nhớ được lâu. Hiểu được rồi chúng ta mới có thể trình bày ở góc cạnh này hay là ở góc cạnh khác. Chúng ta đứng đầu chúng ta cũng trình bày được. Thí dụ như khi mà giảng về thắng pháp, chúng ta có thể bắt vào cái ngõ trước nhất là giảng về tâm, rồi tâm sở, rồi sắc pháp, rồi niết bàn, rồi dần dần mới đi vào cái nội dung chi tiết. Hoặc là khi mà giảng về thắng pháp đó, trước hết thì chúng ta khởi đầu bằng cái pháp tẩm trì đầu đề tam, thiện đề thiện, tất cả các pháp hữu vi nó chỉ nằm ở trong ba câu, tức là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp phù ký. Chỉ nắm được ba câu đó thôi là bắt đầu chúng ta triển khai ra là cả một cái giáo trình thành
thắng pháp dài thứ gì, nó hoàn quá hết. Hoặc là chúng ta dựa vào bốn cái địa phức phu mỹ, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Cái pháp dục giới là gồm có gì, pháp sắc giới gồm có gì, pháp vô sắc giới gồm có gì, pháp siêu thế gồm có gì. Từ đó chúng ta triển khai ra. Tất nhiên không phải là mâu thuẫn nhau, mà là chúng ta nói ở khía cạnh khác, vân vân. Mà khi mà chúng ta muốn nói được như vậy đó, là chúng ta phải là người hiểu được vi diệu pháp, hiểu bằng cái trí tuệ của mình, bằng khối óc của mình, và chúng ta có sự ưa thích bằng cả cái trái tim của mình, thì như vậy chúng ta mới tự tại để chúng ta trình bày thắng pháp qua những cái cửa này, cửa ngõ này hay cửa ngõ khác. Còn khi mà chúng ta chỉ học thuộc lòng thì chúng ta sẽ bị lúng túng khi mà chúng ta chỉ dạy có một đường lối, là hồi xưa học sao thì bây giờ dạy như vậy, trên bài như vậy, và chúng ta không thể nói thêm được cái gì. Đó là do chúng ta không hiểu, không hiểu về thắng pháp. Bởi vậy ở đây, khi mà các học viên Phật tử chúng ta học về thắng pháp, chúng ta cũng đang biết rằng có những điều mình phải học thuộc lòng, có những điều mình cũng phải dựa vào sách vở hay là lời giảng giải của các vị thầy đi trước. Nhưng mà không phải hoàn toàn là chúng ta theo cái khuôn rộng đó, mà chúng ta phải tự mình hiểu được pháp của chúng ta mới có thể nói được nhiều. Tập trước nó cũng quen thưa quý vị. Bây giờ bất chợt khi mà nói tâm tương hợp với tâm, với các thuộc tánh, thuộc tánh tương hợp với tâm, chỉ bao nhiêu đó, nếu mà hỏi chúng tôi về duyên hệ trong trường hợp này thì chúng tôi vẫn có thể nói được. Là vì sao vậy? Là bởi vì chúng ta hiểu. Hễ chúng ta hiểu được thì chúng ta mới nói được. Ví dụ như tâm nó thuộc thức quẩn, còn tâm sở nó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành và hành quẩn. Thì thọ tưởng hành thức mặc dù nói rằng cái này trợ cho cái kia, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, hai trợ hai nữa, mặc dù nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là dầu cho thọ quẩn là năng duyên trợ cho tưởng hành thức, nhưng mà tưởng hành thức có thể trợ lại cho thọ quẩn nữa, thì như vậy nó vừa là câu danh duyên, mà vừa ưng ưng duyên, mà vừa là hữu tương duyên nữa. Thì vì chúng ta bắt qua cái ngõ đó chúng ta nói, thì chú vị nó cũng có những điểm lý thú đó. Đây là một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Đẳng. Bây giờ xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy nhé.
Tôi cái chân chưa đạt tuyệt siêu. Bạch chưa đạt tuyệt siêu, xin chư tổ quan hỷ chia sẻ thêm một câu hỏi nữa rồi thỉnh chư tổ đi nghỉ. Bạch chư đạt tuyệt siêu, thường thường đó, chúng ta thấy rằng trong cái cách dạy thắng pháp Abhidhamma như là ở Thái Lan á, người ta chú trọng về nhớ. Chúng ta thấy rằng chư tăng mà học Abhidhamma ở bên Thái Lan bây giờ á, chúng ta không nói thời ngày thực sự do ngày Chôn Thích Ca dạng, mà chúng ta nói bây giờ đó, các vị thuộc chi pháp phải nói học thuộc gió nhiều lắm, nhưng mà các vị lại nhớ nhiều mà các lại không hiểu nhiều. Rồi lại có những trường hợp mà khoa mà trong khách học của Tân Giáo Dục thì họ nói rằng học nhớ nhiều quá là từ chương, họ chỉ cần hiểu thôi chứ không cần nhớ. Nhưng mà với kinh nghiệm của Thượng Tọa đó, hồi nãy Thượng Tọa nói ví dụ như là mình biết được là một tâm biết bao nhiêu cảnh, một cảnh biết bao nhiêu tâm á, thì phải chăng nhờ mình nhớ như vậy mình mới hiểu nhiều hơn? Khi mình nói là một tâm biết nhiêu, bao nhiêu cảnh, cảnh nhiêu tâm mà mình nhớ mình mới hiểu được. Và khi nhờ vào mình nhớ á, thì mình hiểu, nhưng mà nhờ mình hiểu thì mình nhớ nhiều hơn. Thì theo Thượng Tọa đó, cái nào nó đi trước? Mình nhớ nhiều thì mình sẽ hiểu nhiều, hiểu nhiều hay là nhớ nhiều thì mình nhớ nhiều? Tại sao có những trường hợp người ta nhớ nhiều mà lại không hiểu nhiều? Thì xin kính thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ trở lại để giúp cho quý Phật tử nắm vững thêm về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, theo chúng tôi thì phải hiểu rồi mới nhớ, như vậy là chắc ăn hơn, chắc chắn hơn. Còn chúng ta nhớ mà không có hiểu đó, nhớ nhiều chi pháp, nhớ nhiều con số mà chúng ta không hiểu gì hết, thì cái nhớ đó nó làm cho chúng ta nó bị trở ngại, là đến sau đó chúng ta muốn hiểu đó thì chúng ta không có cái tâm khách quan để chúng ta hiểu được. Bởi vì lúc nào khi mà ông thầy hay là vị khác, vị đạo hữu khác, vị bạn đồng bọn hành khác của mình mà giảng giải về ý nghĩa thì đó, thì vị đó có thể giảng rộng hơn, xóa sâu vào một vài khía cạnh khác, thì lúc bây giờ nó không giống như là những điều mà chúng ta đã nhớ bằng những con số, thế là chúng ta khó chấp nhận được. Và chính vì chúng ta khó chấp nhận được cho nên chúng ta chỉ giữ cái gì mà đã nhớ, nhưng chúng ta không chịu hiểu. Cho nên theo chúng tôi thì người học trước tiên là phải hiểu bài cái đã. Hiểu bài rồi sau đó chúng ta tìm cách chúng ta nhớ. Thì hiểu đến đâu nhớ đến đó, hiểu đến đâu nhớ đến đó. Thời như vậy, đến khi mà chúng ta đã hiểu nhiều thì lúc đó cũng có nghĩa là chúng ta nhớ nhiều. Và cái nhớ đó chúng ta không quên được, cái nhớ đó chúng ta không quên được. Thí dụ như trường hợp mà nói rằng cái tâm sở, cái thuộc tánh tự tha đó, nó bao có những cái thuộc tánh, thí dụ như là thắng giải, cần hỷ dục. Thì thắng giải nó không có phối hợp với ngũ sắc thức, nó không phối hợp với tâm si về nghi, tức là nó chỉ còn có 110 tâm thôi. Thế mà bây giờ làm sao chúng ta nhớ? Chúng chưa khoan, khoan. Chúng ta khoan đừng có nhớ. Chúng ta nên hiểu cái ý, cái lý. Vì thắng giải đó, nó có ý nghĩa là
cái sự xác định đối tượng, xác định cảnh. Nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó biết cảnh, biết bằng cách máy móc. Đó là những tâm cơ năng. Cho nên nó không cần phải xác định. Nó không còn phải xác định. Như một người ngồi gác cửa, người đi qua, người đi lại, anh ta không cần phải xác định là người này tốt hay xấu. Anh ta chỉ biết là hiện tại có người đi qua, đi lại, hay là có người đi tới cổng, chỉ biết vậy thôi. Cho nên ngũ xung thức thì không có, không có thân giải Atimokkha. Và ngũ xung thức và cái tâm si về nghi là một trạng thái ngờ vực, không có biết tin, không có xác định được đối tượng. Bởi vì cái trạng thái nó là nghi, thì như vậy nó lại tương phản với cái đặc tính của thân giải Atimokkha, tức là cái sự xác định. Thế thì hễ tâm si mà tương ưng với hoài nghi á, thì lúc bây giờ hoài nghi nó không đi với thắng giải, thắng giải không đi với hoài nghi. Khi chúng ta hiểu cái đó rồi thì mai mốt chúng ta nhớ thắng giải dễ lắm thưa quý vị. Cũng như cần chúng ta nói về những con số, trước hết là chúng ta phải hiểu cần là một cái đặc tính, một cái thuộc tính mà nó có cái đặc tính. Là lướt tới. Làm cho các pháp đồng sanh. Năng động. Đúng như cảnh. Thì cần á. Chúng ta thấy rằng trong 15 tâm quả vô nhân, trong 15 tâm quả vô nhân như là nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, hai tiếp thâu, ba thẩm tấn, hay là ba thẩm tra, ba quan sát, thì những tâm đó là những tâm cơ năng. Nó không cần phải có cái sự năng động, là việc vừa chừng thôi. Cũng ví dụ giống như khi một người chèo thuyền, khi mà chiếc thuyền, chiếc xuồng mà nó bị lệch cái mũi, cái mũi thuyền, cái mũi xuồng nó lệch qua hướng khác, thì lúc bây giờ người này khi mà hạ cái dầm xuống phải cố gắng nại nó qua một bên, nại bên đây hay bên kia để giữ, để định vị lại cái mũi xuồng. Thì lúc đó là cần phải phải có cái sự năng động. Nhưng mà khi chiếc thuyền nó đã đi xuôi dòng êm ả rồi đó, thì lúc bây giờ cái sự bơi hay chèo của cái người trên thuyền đó, trên chiếc xuồng đó, là họ không cần phải năng động. Ngũ xung thức với tiếp thu thẩm tấn không cần phải năng động. Luôn cả cái tâm khai ngũ môn cũng không cần phải năng động, vì nó chỉ là cơ năng thôi, máy móc, làm việc máy móc thôi. Thì như vậy khi mà hiểu biết ra rồi thì chúng ta mới nói ồ, như vậy 15 tâm vô nhân và tâm khai ngũ môn là do ý nghĩa này nó không có tương hợp với cần. Thế là
Cái tâm sở cần nó chỉ phối hợp được 105 tâm thôi, trừ ra 16 tâm. Thì khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới nhớ những con số. Thì thưa quý vị, là bảo đảm là chúng ta nhớ dai, nhớ dài, nhớ mãi mà không quên. Còn nếu mà chúng ta học thuộc lòng những con số trước, rồi sau đó mới trở lại để hiểu, thì trong trường hợp này nó sẽ có một cái khó cho chúng ta. Cho nên theo chúng tôi đó, thì chúng ta học thắng pháp là chúng ta nên hiểu trước, hiểu được cái vấn đề đó rồi chúng ta mới nhớ được cái vấn đề đó. Hiểu trước nhớ sau thì nó sẽ bền bỉ hơn là chúng ta nhớ trước rồi hiểu sau. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua câu hỏi thượng tuệ đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Sa thúc chân thượng tọa tuệ siêu. Thánh thượng tọa đi nghĩ vào bạch thượng tọa tự nguyện, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa tự nguyện nghe được, xin thượng tọa hoan nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Có biết thượng tọa tự nguyện có bạn ở trước máy và nghe được không? Dạ. Thượng tọa tự nguyện ở trong đời sống tu tập đó, ngày hôm nay chúng ta nói về cảnh và tâm, thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề là nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống thì trên cái quan điểm của người tu tập là chúng ta nên thay đổi tâm hay thay đổi cảnh? Có nhiều người nghĩ rằng cái chuyện nó phiền não thì mình nên thay đổi cảnh ở ngoài, nhưng có những người nói rằng không, cảnh thì phải là chúng ta không thay đổi được, chúng ta nên chuyển hóa tâm, nên thay đổi cái nhìn của chúng ta từ trong của chúng ta. Thì tôi tự nguyện quan hệ cho biết rằng dựa trên kinh nghiệm của Thượng Tọa đó, thì trong cái quan niệm về sự tu tập, chúng ta nên thay đổi tâm hay thay đổi cảnh? Kính thưa Thượng Tọa. Nam mô Bổn Thầy, và nam mô Tham Ma, và nam mô Sang Khai, và giờ tôi được chúng nghe rõ, và cảm ơn vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Hạnh, để được tùy tri sinh nguyên thông, cùng chư tăng đang hiện diện, và chờ đến với tương lai cùng chư Phật tử. Vậy thì chúng mình của ngài, kính thưa quý vị, nếu mà nói trên cái tinh thần tu tập á, ở cảnh và tâm, cái điều nào nó quan trọng, thì thường thì trên tinh thần ý niệm tu tập thì chắc chắn là chúng ta nghĩ rằng cái niệm mà để mà thay đổi về cái tâm á, thì nó sẽ đúng hơn thay đổi về cái cảnh. Nhưng mà con người á, cái người nếu mà thay đổi về cái tâm mà để chúng ta thay đổi thì nó là một vấn đề rất lớn. Nó rất lớn, tức là người đã có một cái định lực, cái tâm lực rất là mạnh. Người ta có thể tự thay đổi từ cái hình thái này sang hình thái khác. Người ta từ cái chuyển tâm này bằng cái chuyển tới cái chuyển tâm khác. Cái điều này thì nó rất là đặc biệt. Khi người ta biết được cái việc nhận thức của người ta nó sai. Ở đây chúng ta nói về cảnh pháp. Khi người ta nghĩ rằng cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức của người ta khác, cho nên người ta lập tức thay đổi cách nhìn, thay đổi cái sự tu tập của người ta. Đây là một điều rất là đặc biệt. Còn thì đa phần chúng ta thay đổi cái cảnh nó nhiều hơn. Nhưng điều quan trọng, dĩ nhiên là cái tâm nó vẫn là quan trọng nhất. Chúng ta được thay đổi được cái tâm thì nó rất là quan trọng. Như điều mà có thể nói rằng là cái người bình thường, bình nhật thì hay cái người thường thì chúng ta để thay đổi tâm của họ khó, thì chúng ta phải thay đổi cảnh, và từ từ chúng ta mới hướng dẫn nó thay đổi tâm. Ví dụ như bây giờ người ta mất mát người thân của người ta, mất mát về những người thân thương, là vợ chồng con cái, vợ những cái gì mà thân thương kiều mến mà nó mất đi, thì phải nói rằng là chúng ta phải thay đổi cho họ một cái những cái cách nhìn, những cái cảnh trạng gì xung quanh họ. Đừng có thấy được những cái hình ảnh của người thân của họ hiện hữu. Đó cũng là cái thay đổi cảnh để cho họ phục hồi lại, họ quên đi, họ đừng được bắt gặp. Nếu điều mà cái đó chỉ là thời gian, nhưng cuối cùng thì quý vị biết là phải nói cho làm sao họ biết được là phải thay được là cái cảnh ở trong lòng của nó. Hồi trưa này có một cái cô Phật tử cô tới của Lộc Phước, mà chúng ta gọi là Lộc Thất, thứ năm cho con của bổn.
tôi nhiều lần cũng nói lắm. Thì hôm bữa tức là bữa mùng 1 á, chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi có nói về cái đề tài cũng như nó liên quan tới cái có những cái sự thật mà chúng ta không có chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Chính là cái gì? Người thân của chúng ta mất, những cái tâm tư tình cảm của chúng ta nó đã mất đi, người thân của chúng ta nó mất đi, tiền của mất đi, danh vọng của chúng ta mất đi, và ngay cả sức khỏe và tuổi trẻ của chúng ta nó mất đi, thì đó là sự thật chúng ta phải nhìn ra. Thì dầu gì chúng ta phải biết đó là mất, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là nó còn hiện hữu đâu đây, hay nó còn vây quật, coi như là nó sẽ quay về, hay nó sẽ như thế này thế kia. Những chuyện gì nó đã qua, chúng ta cho nó qua, cho nó yên đi. Chứ nếu như chúng ta muốn mấy muốn động lại, thì cuối cái thời pháp thì chúng ta mới đi tới. Có ý là hôm nay sẽ nói, sẽ nhấn mạnh về vấn đề con cái, chúng ta sẽ nói về chính muốn con, nói rằng con phải bỏ, cho nó qua chuyện của con phải không sinh. Đúng vậy. Nếu mà cô có thay đổi cái tâm của mình, bây giờ mình, con của mình không còn nữa, bây giờ mình có nhớ thương, mình có khóc cho tới mà cạn nước mắt, từ đây con khóc cho tới tuổi già luôn, con cũng không sống lại, và từ đây cho tới tuổi già, nhưng điều tại sao ngay bây giờ cô còn phải lo cho một đứa con nữa, thì cứ lo đứa con đó đi, rồi lo cho cái chuyện gia đình, lo cho cái chuyện cuộc sống của mình nữa. Còn bây giờ người chết đã chết, mình thương là quá thương, và ở đó, nhưng cuối cùng là đừng có nên nhìn thấy nữa. Thì trưa nay cô đem cô vào để cúng dường, thì cô cũng ngồi lại một chút xíu để mà nói chuyện, thì cũng nói cho cô nghe là thôi đừng có phải buồn phiền, đừng phải đau khổ nữa. Bây giờ đó rồi cô nghe người ta đặt điều như thế này, là điều như thế nọ, thì mới khuyên cô nói thôi đừng có tin, đừng có nghe gì hết. Cứ có cái chuyện gì thì cứ chạy tới hay cái điểm đầu hội sư. Thì kính thưa quý vị, mình biết chuyển đổi cho chính họ một cách kịp thời thì nó đỡ. Chứ còn nếu như mà người ta thương con người ta quá đi, người ta thương cái gì mà người ta thân thương điều mến quá, bây giờ người ta không có thể chấp nhận một cách tuyệt đối được, thì trước nhất chúng ta thay đổi cái cảnh và chúng ta dẫn dụ làm sao cho nó được tốt. Hay một người tu mà có những cái điều dễ vui hay có những điều không hay, không tốt ấy, thì chúng ta cũng phải khéo thay đổi những cái gì xung quanh để cho họ có một tích cực hơn, để cái tâm mình cũng tích cực hơn. Ngay cả kính thưa quý vị, chúng ta cũng phải thay đổi cái cảnh của mình. Thí dụ bây giờ chúng ta sống trong nhà, cô về cho chúng ta chỉnh sửa một chút xíu, một cái đổi một cái giường, đổi một cái tủ xây qua chỗ này chỗ kia, nhiều khi nó lại thích hợp. Giờ đây chúng ta không nói, nó cái phong thủy, không có nói tới cái phong thủy, mà chúng ta nói làm sao mà chúng ta có một sự thay đổi một chút xíu, mà cái sự thay đổi đó nó là một điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Rồi chúng ta chỉnh sửa cái phòng chúng ta làm sao, cái nơi ở chúng ta cho nó tương đối, nó sạch sẽ, nó tươm tất, thì chúng ta sẽ được tốt. Chứ còn chúng ta chất chứa nhiều, chúng ta muốn nhiều thì nó cũng rất là khổ. Và thêm một điều nữa là cái gì, ở trong đời này khi chúng ta tu, chúng ta có một điều luyện tu, thì chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta là, theo lối mòn mà chúng ta làm, nếu nó không có kết quả tốt đẹp đó, thì chúng ta phải có một sự chỉnh sửa lại, có một nhìn khác hơn, thì nó sẽ được khác. Bây giờ chúng ta có thường thường bị quan niệm, bị trói buộc. Nhiều khi chúng ta nói rằng bây giờ chúng ta tu cái cách đó là lỡ tu rồi, bây giờ mà bỏ không được, do chúng ta không chịu bỏ. Nếu chúng ta biết đó là sai thì chúng ta phải bỏ, phải sửa, mà chúng ta phải nhận chân ra cái điều sai, thì đó chính là một sự chỉnh sửa đổi trong lòng mình mà không ai có thể bảo được. Thì hỏi rằng cái niệm tu tập, cái nào mà nó gọi là căn bản tốt đẹp, thì ở đây là tùy theo cái khả năng mà tùy theo cái hoàn cảnh của từng chúng sinh, của từng con người mà chúng ta thay đổi, hay là tự chúng ta thay đổi, hay là chúng ta giúp cho người thay đổi, cũng chính họ thôi. Họ có thể ân oán, họ có thể buồn phiền những chuyện tâm tư tình cảm của chính họ, cũng chính họ tự họ thay đổi, tôi chưa mang thay đổi được chính họ, cũng tự họ tha thứ cho mình khỏi phải bị cột trói, và khỏi phải cột cái quan trái, mà cũng như là tha thứ cho người ta để khỏi phải kết nối của đời sau. Đây là một điều hết sức là đặc biệt, mà cái đó là do tâm của mỗi con người có một cái nhìn khác hơn, có một cái lý, có một cái hiếu, có một cái cảm nó khác hơn, thì nó sẽ qua đi,
chứ còn tất cả chúng ta nhìn bằng một cái nhìn còn phiến diện của mình hay một cái nhìn của ngũ quan này thì chúng ta phải cẩn thận. Và cái sự đổi thay đó đó để làm sao chúng ta cảm thấy cho nó phù hợp là điều tốt, còn không nữa thì chúng ta nên chỉnh sửa cái tâm của mình. Đó chính là ý kiến của chính con là vậy. Nếu có điều không có tốt thì chúng ta cần có tham mưu thay nhé. Chúng ta trở lại. Sa thu kích trình thư tỏ tư quyền. Sư Nguyên Thông ấy, Sư Nguyên Thông có nghe, có ở trước máy và có nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, xin Sư Nguyên Thông quan hệ. Dạ. Sư Nguyên Thông, có nhiều người quan niệm như vậy là tâm mới là một thực hữu, còn chỉ là hư ảo thôi. Dạ. Khi có khi cảnh này hiện cảnh kia đến, và cái cảnh đó thì chúng ta thực sự không nên quan tâm nhiều, quan trọng nhất cái tâm của mình thôi. Nhưng mà dựa trên cái nhìn của Phật học mà Sư Nguyên Thông thấy đó, thì một cái người tu tập, một người mà sống với Phật pháp đó, thì nên quan tâm như thế nào đối với các cảnh mà gọi là đúng theo lời Phật dạy, kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lĩnh Sư Phụ thảo luận với cô mình quan niệm như thế nào vấn đề tâm và cảnh để theo lời Phật dạy để mình sống một cách thoải mái, an ổn và đúng theo chánh pháp. Kính thưa Sư Phụ, Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta hãy hộ thủ những cái căn của chúng ta như là con ngươi trong mắt của chúng ta, là bởi vì cái căn của chúng ta, cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta nhìn thấy cảnh. Thì mà khi nhìn thấy cảnh thì mình phải biết rằng tất cả những cái vạn vật trên thế gian này là vô thường. Và nếu mà chúng ta luyến tiếc vào nó thì chúng ta sẽ đau khổ. Hồi nãy Sư Phụ Tự Quyền mới vừa giảng giải cái câu đó thì con có nhắc đến cái sự việc của bà Kisa Gotami. Bà có một đứa con mà bà thương yêu vô cùng, mà đứa con bà chết rồi. Bà mới đi tìm mọi người đã kêu giúp đỡ, thì cái một cái vị đó nhắc nhở tìm lại Thế Tôn. Thì bà tìm lại Thế Tôn thì Thế Tôn giải rằng sẽ cứu sống con bà nếu bà tìm được cái hạt cải. Thì bà khi bà dỗ dần bà đi thì Đức Phật nói thế rằng tìm cái hạt cải trong gia đình nào mà gia đình đó chưa hề có ai chết. Thì khi bà tìm ai, người ta nói hạt cải thì tôi cho. Rồi bà hỏi trong gia đình này có ai chết chưa, thì ta nói trên đời này đâu có ai mà tránh khỏi chết, cho nên trong gia đình họ thì hoặc là cha mẹ ông nội bà ngoại nọ họ thì đều có người chết. Sau đó bà mới hiểu rõ ra, mới hiểu rõ cái sự thật là tất cả con người khi sinh ra là phải bị chết đến một cái tuổi thọ nào đó, tùy theo cái nghiệp và tùy theo cái sự làm việc của họ trong quá khứ và hiện tại nay. Cho nên những điều đó nó xác định cái tuổi thọ của họ. Và bà đã chợt nhận ra rồi, thì bà trở về bà đảnh lễ Thế Tôn, thì bà đã hiểu rõ cái chân lý đó. Rồi sau đó Thế Tôn giảng dạy cho bà và bà chứng A-la-hán. Vì vậy cho nên cái thưa Sư Phụ, cái vấn đề của ta ở đây á, là chúng ta phải nghe lời Sư Bá hồi nãy có nói là mình phải hiểu có rõ cái giáo pháp là tất cả mọi sự là vô thường, khổ và vô ngã. Tại sao vô thường? Tại vì nó biến đổi, tại vì cái đó là cái điều mà nó được tạo ra. Cái gì mà được tạo ra là phải vô thường, mà hãy nó vô thường thì nó khiến chúng ta phải đau khổ. Và vì sao? Và vì vậy tất cả những các pháp không có cái entity của nó, không có cốt lõi của nó, vì vậy cho nên nó vô thường. Chúng ta phải hiểu cái điều đó và phải thường xuyên. Đức Phật giảng dạy là phải quân tập, tức là cultivate là quân tập những cái chân lý tuyệt vời đó Đức Phật giảng dạy trong tâm của chúng ta. Thì chúng ta nhờ vậy chúng ta sẽ nhìn thấy mọi vật, thì chúng ta thấy người ta sanh ra, khi mà tất cả mọi chúng sanh, kể cả tất cả quý vị trong có mặt trong room này, khi sanh ra đã mang cái bản án tự hình rồi. Hễ sinh ra lọt làm ra mang bản án tự hình rồi,
rồi cái bản án tử hình chừng nào nó thực hiện cho mình, nó tùy thọ mạng của chúng ta, mà cái thọ mạng của chúng ta tùy vào những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, trong vạn kiếp của quá khứ và hiện tại đó, thì ra cái thọ mạng của chúng ta là như vậy. Cho nên khi chúng ta thấy một sự việc nó xảy ra thì chúng ta phải quán ngay lập tức lời dạy của Thế Tôn. Và khi mà thường xuyên mình quán như vậy, hàng ngày quán như vậy, mỗi ngày hai lần vào thiền samatha, thỉnh thoảng làm vipassana là thiền quán, thiền tuệ, thì nhờ như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn sống trong giáo pháp. Và khi sống trong giáo pháp thì chúng ta hãy nhớ lời cái Thế Tôn giảng dạy, và chúng ta từ đó chúng ta sẽ an ổn. Mà dù cho bất cứ việc gì đã xảy ra thì mình cũng phải hiểu biết rằng cái đó là cái vô thường. Vì vậy cho nên chấp nhận cái vô thường là thái độ của kẻ trí. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con suy tư. Con xin trao mai là chư sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm vài phút cuối cùng để con được học thêm, và đạo tràng này sẽ lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Cái chân sư Nguyên Thục, bạch chư Tôn Đức và chư quý Phật tử, khi mà chúng ta học về cảnh thì chúng ta mặc dù ở trong bài học này thì dù là nói hẹp là 6 cảnh, nói rộng là 21 cảnh, thì thưa quý vị có một điểm để lưu ý là có những cái trùng lặp. Có những trùng lặp, ví dụ như hôm nay chúng ta không có đề cập đến, tuy nhiên bài học tuần tới đó, ví dụ như mình nói là cảnh sắc, sinh, khí, vị, xúc, rồi chúng ta lại có thêm cảnh ngũ, nhưng thật sự cảnh ngũ là gom năm cảnh lại mà nói. Và chúng ta nhớ rằng không phải nói tới 6 cảnh, 21 cảnh đó, là nó hoàn toàn bị cặp với nhau. Và khi mà mình học, chúng ta dùng cái chữ là chồng lớn, tức là vừa là cảnh sắc, vừa là cảnh chân đế, vừa là cảnh dục giới, vừa là cảnh sắc pháp, vân vân, thì chúng ta nói ra nhiều cái phương diện, nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và về điểm này đó, nó sẽ rất lợi lạc nếu mà về lâu về cho chúng ta hiểu thêm về các cái tâm thiền. Ví dụ như là trong tâm thiền thì có những tâm mà biết cảnh quá khứ, có những tâm biết cảnh quá khứ, như có hai thứ tâm thiền vô sắc biết cảnh quá khứ, và có những tâm thiền, phần lớn tâm thiền là biết cảnh ngoại thời, tức không thuộc thời gian. Những cái khái niệm đó đó đôi khi rất là xa lạ đối với người Phật tử, hay là niết bàn là pháp ngoại thời không thời gian chẳng hạn. Nó không phải là thứ triết học, mặc dù đâu đó thì đã đòi hỏi chúng vận dụng cái hiểu biết giống như là chúng ta học về triết vậy đó. Dù sao đi nữa thì đây là một đề tài lớn, chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử đừng xem thường. Chúng ta học về tâm mà không hiểu về cảnh đó, thì là một điều rất là thiếu sót, bởi vì tâm là biết cảnh, mà biết cảnh là cảnh gì. Và nói về cảnh đó, thì ở trong Tán Pháp mở cho chúng ta một cái khung trời rộng lớn. Vì vậy chúng ta sẽ có 3 cái bài học liên quan đến cảnh. Ngày hôm nay chúng ta học về 6 cảnh, tức là cảnh nói theo nghĩa hẹp. Thì tới chúng ta nói về cảnh theo nghĩa rộng là 21 cảnh. Và tuần tới nữa thì có một đề tài rất là thú vị là một tâm biết bao nhiêu cảnh và một cảnh biết bao nhiêu tâm. Thí dụ như chúng ta nói về cái khả năng biết của tâm diệu trí. Và tới lúc đó thì chúng tôi và Thượng Tọa Vệ Siêu sẽ có rất nhiều câu thảo luận. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học phản ngữ. Chúng ta trở lại là phản ngữ. Tiếp tục làm bài. Tiếp tục nghe Thượng Tọa Vệ Siêu hướng dẫn về phản ngữ. Xin được lãnh đệ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mê mẩn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính tri ân quý ngài. Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng trường trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddha. Yeah.